kẻ phóng vào là mọi người thường nghe cái thuật ngữ gọi là đánh tư sản đúng không? Đúng rồi. Nhà nhà con nè, đi kinh tế mới nè, bây giờ nói cho em nghe rõ luôn nha, để mọi người xác nhận coi đúng hay là sai nha. Kinh tế mới ở Long Thành hiện tại là gần sân bay Long Thành đó, ngày xưa gọi là sông Buông, ở trong trường sĩ quân sĩ quan lục quân hai đi vào ngã ba Thiết Giáp, được chưa? Nhà nước cấp cho một gia đình một mẫu tây đất, một mẫu tây nha, đất để canh tác ớt đâu mà trồng mà ăn. Còn rõ ràng có tự chế nè, lấy cái lá ớt á để làm nấu canh ăn có, con xác nhận cái điều đó có. Đây dân kinh tế mới đây, dân nhà bị đánh tư sản đây đúng không? Còn cái thứ hai hồi nãy vào thì một ông thì lên khách mời, ông dưới tung hứng là chơi sen bùi gì đó, rồi làm cái gì đó phải tôn trọng sự thật. Ok, tôi đồng ý với các bạn là làm phải tôn trọng sự thật. Bây giờ nè, các bạn xác nhận giùm tôi, các bạn có tôn trọng sự thật là cái đám sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã sát hại gia đình ông Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Cha Tam năm 1963 hay không? Các bạn Trả có lời tôn đi, trọng điều đó là sự thật hay không? Trả tôi lời. có trả lời đi, trả lời đi. Đúng không? Các bạn xác nhận điều đó là sự thật đi. Chúng ta trao đổi tiếp. Bố cũng nhận không? Đúng rồi. Ngắn gọn, không cần phải dài dòng với những thành Không phần như dài thế dòng. này. Ha. Còn múa cái gì nó rồi, các bạn vào giao lưu. Thật ra nãy giờ trong những khách mời thì con chỉ tôn trọng cái anh bạn gì rồi đã đảng gì đó, con công nhận tôn trọng, Đó. đúng là đúng, à anh ta cảm thấy anh ta vấn đề đó anh ta rút lui, ok mình tôn trọng cái đó là cái quyền cá nhân, nói chuyện đàng hoàng với nhau, trao đổi với nhau cho ra vấn đề rất là tôn trọng. Còn những thành phần kia vào đây múa cái gì, múa mà xuyên tạc thì nó dở lắm nha. Xuyên tạc Năm là bây sao giờ là nữa? 2022 rồi, 2022 rồi, chứ không phải như cái thời nào đó mà còn xài cái radio đâu, mà muốn xuyên tạc cái gì mà xuyên tạc kém lắm đó. Rồi. 47 năm rồi, lớn lên chút xíu đi, đừng có trẻ hoài. Còn có Dạ nói thì bôi xuống bôi rất miếng nước, khát nước rồi. dạ đó, chứ mọi người thấy mắc cười quá, trong khi ở đây mọi người bên đây làm chia sẻ rất là rõ ràng đúng không? Còn bố cầm có đưa các đuổi các bạn xuống á, là vì các bạn quá vô lý, làm mất thời gian của mọi người, chứ ông cũng chẳng cần đoan gì cả đúng không? Thì nói sự thật, ok rồi, giờ bây giờ tôi đồng ý với trên sân bồi, tức là chúng ta cùng nhau nói sự thật đúng chưa? Cái gì thật là phải công nhận, đồng ý không? Đồng ý không? Vậy tôi hỏi bạn bây giờ đầu tiên nè, bạn công nhận với tôi là năm 1963 đám sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vì tiền mà ám sát gia đình ông Ngô Đình Diệm để lật đổ chính quyền không? Có không? Bạn trả lời đi. À, đúng rồi, anh thử nhất cái món đó em ăn rồi. Sao? Thế xin bộ có trả lời được không? Mày có muốn mà mày lên đi, tao cho lên luôn mà, tao đâu có khé nào đâu. Đúng rồi, Ừ, mà. trả lời được không, trả lời Ủa sao có Hoàng Phan đây nhỉ? Đứa nào tặng mời lên chứ? thôi, lịch sử đã qua rồi nó lại làm gì. Hiểu Ủa mẹ. sao đây mọi người, bây giờ hiểu Ê sao ê. đây Kỳ vậy. hả? Bây giờ hiểu sao đây? Hay là chuyện nước Mỹ thôi, chuyện nước Mỹ không quan tâm chuyện nước Mỹ, hiểu làm sao đây? Bây giờ mấy bạn ở bên Mỹ đúng chưa? Mấy bạn đề cập vào cái chuyện của Việt Nam, của chúng tôi hiện tại. Đồng ý không? Tức là các bạn đứng trên một cái bình phong nào đó, các bạn đưa cho người dân Việt Nam thấy rằng là cái bức tranh nó vẽ đẹp lắm. Thì đúng không? Thì các bạn phải biết về cái việc đó. Đồng ý chưa? Mà khi người dân Việt Nam trong nước hỏi tới thì các bạn lại bắt bỏ bằng cách là né tránh, thôi lịch sử đã qua rồi giờ bạn làm gì, hoặc là cái chuyện của nước Mỹ quan tâm làm gì, hoặc là tôi không phải ở nước Mỹ nên ra tôi không biết chuyện nước Mỹ, tôi không thể chia sẻ được. Ủa gì kỳ vậy, vậy cuối cùng bạn chia sẻ làm gì? Giống như cái bạn hồi nãy lên mà đã đạn đó,
Không, đây là chỉ ước mơ nhỏ nhoi của con ôm ấp vào lòng thôi. Con ôm ấp vào lòng thôi. Vào lòng lên Facebook khai mẹ nó hết rồi, ôm ấp cái gì? Ôm ấp gì kỳ vậy? Hả? À, để dung được là cũng này làm để trả lời cho Giác Sơn Bùi, hiện tại bây giờ thôi làm cho dân sung sướng bớt khổ. Ê, tao nói cho mày nghe Giác Sơn Bùi, tao bảo đảm với mày, cỡ mày á, mày còn thua con đà bà ở xứ, đàn bà ở xứ này. Ở đây á, sáng đi làm, trưa giờ ăn cơm, chiều nhậu, tối quýnh bài. Mà nhà nó gì? Bố hỏi cho Sơn Bùi á, bố hỏi cho Sơn Bùi coi thì như thế nào là khổ. Lại quyết lòng lấy tổ không làm tổ chim. Các bạn phải lên tiếng để đất nước bớt khổ. Ở dân ở đây mấy anh nói chuyện nhiều cái thấy ghét. Khổ là khổ làm sao? Đó, cười. Thì bây giờ bạn đưa ra đi, cái người dân khổ chỗ nào? Khổ cái gì? Khổ cái gì? Đầu tiền á, giấy 500 nó quất một lần á, 500 triệu với 1 tỷ nó ồ quýnh bài kêu khổ hả? Thêm ông quyết lòng lấy tổ không làm khổ chi. Cái triết lý này nghe nó quen quen. Ai cái triết lý này nó quen quen. Tức là cái câu chuyện bây giờ bạn nói là lấy nguyên cái tổ tổng thống là không làm được khổ chim là cái người dân ở Sài Gòn ngày xưa hả? Hay sao? Cái đó có phải là lấy tổ không? Ê thưa quan, tao nói cái nhà này nè, cái nhà này nè là ngày xưa giống y chang như mày là đi kinh tế mới nè. Đây nè. Ở đây là xã Tà Lú, huyện Xuân Lộc, huyện Tà Lú. Đây đó. Đường mấy tàu á. Đúng rồi, phải cho mày coi nè. Đó là dân đi kinh tế mới nè. Mày coi nhà. Cái cửa không đó nghe, cái cửa không, cái cửa đó, tao ngồi trong phòng, cái cửa không nè. Cái phòng khách nè. Đó chỗ tao ngồi không mà thấy không? Nè, đó. Đây. Nhà này rộng lắm, nhà tới gần mấy trăm mét vuông nữa. Đây là phòng ngủ, hai phòng ngủ ở đây. Đây tao cho mày coi nè, đây nè, dân khổ quá nè. Ở dưới này đây. Đây. Mày thấy cái gì đây không? Dân khổ quá. Khổ quá lò vú luôn. Đây á là dân kinh tế mới đấy. Nha, đây là dân kinh tế mới nha. Đó cho mày hiểu gì đó, nó khổ quá. Quyết lòng lấy tổ không làm khổ chi. Khoái gặp với ông đó. Khổ vậy đó. Tào lao hết biết tôi nói. Đủ mày nói đồng hồ. Mấy con mụ kia, ai? Mấy con mụ lên chửi đồng hồ. Ai nói với cái sinh phù là lương tháng 6 triệu. Nhưng mà cụ thể là công việc gì lương tháng 6 triệu? Hả chơi sinh bùi ai nói, tức là chơi sinh bùi nghe từ đâu là lương tháng 6 triệu, mà làm cái công việc gì mà lương tháng 6 triệu, nói nghe thử coi. Hả má, ngày nay tao ăn công nhân biết rồi, bây giờ công nhân, ok, công nhân cụ thể công nhân của cái từ công nhân có nhiều người đúng không, ví dụ công nhân dệt may nè, công nhân cầu đường nè, công nhân xí nghiệp nhà máy, công nhân nào, tại vì khi cái giá bạn đưa ra là phải công nhân nào, đâu có lấy chung cho công nhân được, mà công nhân cũng sướng hơn phía Sơn Bùi nó sẵn vậy. Bố cứ đã đi coi Sơn Bùi nói sao. Hả? Công nhân nào? Bạn cho thể ví dụ công nhân may mặc, công nhân thăng gỗ, công nhân gì đó. Bạn nói đưa một trường hợp cụ thể thôi. Theo bạn biết á, hoặc là bạn nghe ai nói. Chào chú. Hello, chào lại Bố Tâm, chào lại anh Thưa Quang, chào lại cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Trung bình thôi hả? À? Nói vậy là hồi nó không vào vấn đề rồi. Tính trung bình là trung bình thế nào? Hả? Bạn nêu cụ thể đi.
bạn nêu cụ thể đi thì bạn muốn cái công nhân nào đó bạn nói ra đi, ngày mai mình sẽ đi tới cái công ty nó tuyển việc á, tuyển người của cái công nhân làm công việc đó, mình sẽ chụp, mình chụp cái màn hình là người ta thông báo tuyển nhân công, giá bao nhiêu, chế độ bao nhiêu, an sinh bao nhiêu cho bạn xem, được chưa? Đó, chơi giờ mình chơi vậy luôn, đồng ý không? Đó, bạn nói là sự thật mà, thì mình sẽ là làm rõ rất là sự thật cho bạn xem luôn. Một là hình ảnh, hai là review luôn, chơi không? Dám chơi không? Hả? Má tội nó tiểu tào lao không? Tụi này nói là không có căn cứ, không có, không có một cái gì gọi là, không có một cái gì gọi là tin được cái đó cả. Ở kệ đi bố ơi, quan tâm làm gì nữa, để anh chơi, để anh thấy giấc cái chung chia sẻ tiếp. Cho thư quan, cho anh nói chút cho thư quan. Dạ, xin mời anh. Jackson Bùi có hiểu thế nào là hiện tại sức mua của công ty trả giá cả chậm. Đứa nào giặt áo quạt thì xèo thôi. Giặt áo quạt thôi. Tôi để tôi tắt. Thế nào là giá cả? Sức mua của đồng tiền và trên lệch tỷ giá của mỗi quốc gia. Nếu giải thích được giùm tôi thế nào là tiền tệ thì hãy nói là cái số tiền bao nhiêu đó ở Việt Nam cũng sống. Cho dù là 6 triệu đồng một tháng, nhưng nếu 6 triệu đồng một tháng, cái người bán giá số thôi một tháng cũng đã trên 60 ngàn rồi, tới 6 triệu đồng rồi. Đừng nói ẩu, người ta cười cho mặt mình, đừng có đội Mỹ lên, đừng có cổng Mỹ để mà hạ. Thôi, Mỹ bây giờ nó còn gì nữa rồi, đội Mỹ, tan nát hay rồi. Đó, bây giờ bạn trả lời cho tôi, bạn trả lời cho tôi thế nào là tiền tệ? Nó vừa ngu, nó biết mẹ đâu rồi, nói, tao đã giải thích có là 100.000 lần vì giá tô phở rồi, tao không muốn nói điều đó. Tề nhà tao nè, nhà tao mua mày nhớ, tao nói mày rồi đó, ở xuống đất khác. Thì trong cái nhà tao mua, nó có hai cái phòng trọ, mỗi phòng trọ tao cho người ta mướn hai vợ chồng 1 triệu đồng một tháng. Nó làm lương công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần đó. Một tháng như vậy nếu mà nó tăng ca thì tệ lắm, thì một đứa nó được 12 triệu à, trừ cơm nước các cái. Thì một tháng như vậy nó vẫn đem về quê nó 20 triệu. Nó hai vợ chồng mấy ăn, trừ tiền phòng trọ rồi, trừ tiền ăn uống rồi, mà nó vẫn đem về được nhà nó 20 triệu. Mày nghĩ coi, đủ với nó phải bằng, nó phải hơn thằng cái xe bùi không? Đó, nhà tao có phòng trọ cho mướn. Tôi biết bạn là thành phần nào. Vì sao mà bạn cứ thù hàng Việt Nam vậy? Thù hàng Đảng Cộng sản. Các bạn cứ tìm cách bạn lôi kéo những người trong nước thiếu hiểu biết à, để chống phá lại nhà nước Việt Nam. Lúc nào cũng đòi đa nguyên đa đảng. Bạn hiểu thế nào là đa nguyên không? Thế nào là đa đảng không? Vậy thì bây giờ tôn chỉ mục đích của bạn như thế nào? Bao giờ bạn lên mà cũng nói là đa nguyên à, bao giờ cũng lên đòi đa nguyên đa đảng. Trả lời cho ông Sơn Bùi câu đó. Nè, tôi nói cho bạn nghe Sơn Bùi. Ở Việt Nam an sinh xã hội tốt vô cùng. Bằng chứng những người lớn tuổi, mặc dù không là cái gì ngày xưa không có làm được, nhưng mà một tháng nội viết chính tả không an sinh, mà viết là an sinh được cái chết mẹ rồi, vậy mà đòi đa nguyên về lãnh đạo ai? Bà thiệt, những vùng cao vùng sâu hầu như bảo hiểm y tế khô vực 5%, và may bây giờ từ cấp 1 cho đến cấp 2 hoàn toàn miễn phí. Mày nói nghĩ sao vậy? Mới vừa phải thôi. Tao này nè, ở Mỹ về chích cái khớp gối nè. Đúng, vừa phải thôi. Đã có một cái like của thằng em tao là thằng Phong Nguyễn ở Florida đã nói rồi. An sinh xã hội Việt Nam không thua gì đi, nó còn nhiều, nó còn rẻ hơn nhiều. Nếu ở Việt Mỹ á, mà mua 500 đô một tháng là chuyện bình thường, bởi vì nhưng mà nếu ở Mỹ, ở Việt Nam mà mua 500 đô một tháng mà tù bảo hiểm y tế là mày nằm ở trên cái cõi trên rồi đó, mày nằm ở cõi trên rồi đó, được quyền chỉ định bác luôn. Sĩ à, được ngồi cõi trên rồi đó. Mấy đồ thứ ngu hỏi đó, an sinh xã hội ở Việt Nam very good, tào lao. Rồi nói tôi không? Tôi tính ngủ rồi, nhưng mà tôi nghe cái thằng này nó sạo lờ là tôi nổi máu sản hậu tôi lên rồi. Đừng bao giờ lên nói những gì mình không biết.
nha. Đúng rồi. Không nên nói những gì mình không biết. Nói như vậy người ta nói bây giờ đi lên cãi lộn với mày, ta thiệt mày nha Jackson, mày á không còn là người Việt Nam nữa, mày mang tên Mỹ rồi đó. Cãi lộn với mày á quá ra hai ngu cãi nhau, cho nên từ lâu rồi tao không muốn cãi với mày. Đừng bao giờ nói ra cho người biết, nói ra để người ta biết cái ngu của mình rồi người ta chửi đào ông bới cha mình lên đó. Mày như vậy là mày cái thằng bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, mày hiểu không? Ông bà của mình để người ta đào lên. Tại vì biết bao nhiêu người là đã chửi ông bà tổ tiên mày, bây giờ nằm ở dưới xương cốt nhúc nhích hết rồi, nằm dưới đất á. Bụng mất dạy. Mời các bạn, mời anh cầm. Rồi, mời Tây Nguyên đi. Mời Trung. Thì con chào lại Quốc Cầm, chú Thượng Sĩ Nhất, anh Thư Quang, chào lại cô chú, anh chị đang theo dõi diễn đàn. Chả hiểu là... nói thì nhiều khi nói mà bảo là anh nhận thức kém thì nó cũng buồn cười lắm, bởi vì là dù sao anh là công dân Mỹ mà bảo anh ta nhận thức kém thì chả khác nào thì chúng ta nói nó hơi có gì đấy nó quá đáng, đúng không ạ? Thế bây giờ hỏi anh những câu trả lời thì anh không trả lời được thì anh lên đây anh định dẫn dắt ai, anh định nói cái gì? Bây giờ tôi chỉ hỏi anh này, đơn giản thôi. Anh trả lời luôn cho diễn đàn biết là một tháng anh làm bên đấy, bây giờ là anh làm cái gì, một tháng được bao nhiêu, đóng bảo hiểm bao nhiêu, trừ chi phí ra còn bao nhiêu, thấy chưa ạ? Ở bên Mỹ là thực phẩm, lương thực, thực phẩm các thứ nó có tăng không, xăng nó có tăng không? Anh đừng có nói với tôi là không có nha. Mến xảo. Chúng ta nói cái gì nó anh đòi hỏi thực tế, ok. Tôi cũng theo như bố Cầm, chú Thượng Sĩ Nhất và anh Thơ Quang cũng như cô chú anh chị diễn đàn theo cái tiêu chuẩn nói chuyện văn hóa, lịch sử, văn minh và chính xác. Đúng sự thật, bây giờ anh trả lời cho tôi biết, ở Mỹ có người nghèo không? Tôi chỉ hỏi anh là ở Mỹ có người nghèo không? Anh trả lời đi. Khi nào anh bảo người Mỹ không có người nghèo, ở Mỹ cũng tăng, đúng không? Ở Mỹ cũng tăng thì anh kêu cái gì? Anh ở Mỹ anh cũng tăng, anh kêu cái gì? Có phải riêng Mỹ tăng không? Có phải riêng Việt Nam tăng không? Tôi ở Mỹ có người nghèo không? Anh trả lời giùm tôi, ở Mỹ có người nghèo không? Người nghèo thì người ta được hưởng chính sách gì? Trả lời sao được, làm gì có người nghèo, chẳng qua là tự vì mấy người đó họ muốn nghèo thôi Trung ơi. Thế là trung bình là một người làm một ngày 200 đô, có nghĩa là những cái người mua cư một ngày cũng 200 đô đúng không? Nhưng thức ăn rẻ, à gà 2 đô thì rẻ rồi, gà 2 đô thì quá rẻ. Ở đây tao ăn gà 2 đô, ăn gà với bằng gà đi bộ. Được má, rồi luộc lên máy dầu không anh, ăn gà máy dầu không anh? Đó. Đó, đó, bây giờ chỉ cần đơn giản như vậy thôi là bố cộng mọi người thấy nó rõ chưa? Bên đó con gà 2 đô, bên đây một con gà đó bữa con mời bố cộng ăn nó đúng không? 230.000. Chị, này thường xin giúp mẹ xuống với nó. Gấp 10 lần. Làm con gà hấp rượu má trời ơi. Nó mà nó biết con gà máy dầu là cái gì á, tôi kêu nó bằng thật. Biết gà máy dầu là cái gì tôi kêu bằng thật. Mày bạn Bùi ơi, bạn phải nên nhớ một điều như này này. Sao bạn đi tranh luận mà bạn nói như thế thì có người ta cười vào mặt chứ. Ít đi tranh luận bạn cũng phải thông minh lên một tí chứ. Ở Mỹ bạn làm đô la thì bạn tiêu bằng tiền gì? Tiền Lào à? Thế bạn nói cho buồn cười thì bạn làm bằng đô la thì bạn phải tiêu bằng đô la đúng không? Còn chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi phải làm bằng tiền Việt Nam mà chúng tôi tiêu bằng tiền Việt Nam và giá trị lừa các cái mặt hàng nó cũng theo tiền Việt Nam. Chứ nó không hiểu sức mua bằng tiền đô la. Nó không hiểu sức mua tương đương là cái gì chứ. Tao đã nói ngày, này mà cứ đòi đa đảng thì mẹ ông mà thôi ông ở Mỹ đấy ông thành lập hộ tôi cái đảng đấy. Ở bên đấy đang giỏi bên Mỹ thành lập cái đảng rồi đảng ông thành lập cái đảng xong rồi ông cử ông Đào Minh Quân hay là ông nào lên làm cái trưởng đảng, các ông thì ông dắt nhau ra các ông làm cái vụ mùng 6 tháng 1 ấy ra tranh cử hộ tôi cái. Ông mà tranh cử được mà lên được tổng thống Mỹ tụi bay một phát từ Việt Nam sang vào thẳng Nhà Trắng chúc mừng luôn, cờ hoa dập trời. Nói được phải làm được. Không? Anh em mình là những người văn minh mà, những người ở Mỹ mà, những người ở xứ văn minh, mình nói được phải làm được bạn ơi. Bạn ở bên thế bạn làm giúp tôi cái. Bạn làm được thì bọn tôi mới theo. Bây giờ tự dưng bạn lên bạn nói mì gói của ông Hoàng Kiều á, Việt Nam không cần ra đảng đâu. Đi hẳn ô tô, đi hẳn ô tô đến để nhận mì gói nó mới oai. Oai thật ý, công nhận oai thế cơ. Ăn cứt mẻo ngon hơn ăn cơm đồ Việt Nam. Nó biết cái đa đảng là cái gì, nó không biết đa đảng là cái gì luôn.
Lại thịt đó. Bạn muốn đúng không? Bạn bây giờ bạn lấy tư cách gì để bạn muốn? Bạn bạn lấy cái tư cách gì để bạn muốn? Bây giờ tôi hỏi đúng bạn là bạn là công dân Mỹ, bạn lấy tư cách gì để bạn muốn? Thế bây giờ tôi là người Việt Nam, tôi muốn Mỹ là giải tán mẹ nước Mỹ đi. Để chia cho mỗi nước xung quanh mỗi người một vài bang nữa để cho nó giải tán nước Mỹ được không? Nói vậy được không bạn? Nói vậy người ta bảo là gì? Ngu. Thật nói thật là trước giờ mình cũng chưa bao giờ mình sử dụng những cái từ nặng nề đâu, nhưng mà nói vậy là gì? Người ta nhận thức mình là gì? Là ngu, kém hiểu biết nhưng mà lại thích đi tranh luận. Bây giờ tôi hỏi bạn là bạn muốn đa đảng cho Việt Nam, ok, bạn lấy tư cách gì? Đúng rồi. Nó còn nhiều. Thì dĩ nhiên rồi, bạn ăn cơm bơ, ăn bơ thừa sữa cặn ngon hơn là đúng rồi. Mày bí lói rồi, bí lói bằng đầu nó bậy rồi. Đó, trời ơi. Thả ngay từ đầu bạn nói luôn đi, đúng không? Bạn nói luôn đi để bố cầm cái tượng duy nhất anh Thương Quang với tôi đỡ phải thắc mắc. Thì bạn thừa nhận thẳng là bạn đang nói vật dụng ăn cơm bơ thừa sữa cặn ngon hơn. Ăn cước Mỹ còn thơm ngon hơn gạo Việt Nam. Cơm gạo Việt Nam. Ủa mà tụi bay thì tao không còn gì nói, chỉ có loại chó mới vậy thôi. Thôi hôm nay cũng rất là may tham gia diễn đàn của bố cầm, mà con hiểu thêm được một cái vấn đề nữa. Một cái vấn đề nó cực kỳ sâu sắc. Hóa ra là sang bên đấy là ăn cơm bơ thừa sữa cặn mà vẫn ngon. Ok. Vậy chứng tỏ chung cái thằng Quách Phú Thành gì nó đang ta tốt là nó nói thật là chính xác. Nó không, dạ đúng rồi, là nó không có nghe giống á. Nó tuyên bố mà bố nó tuyên bố là nó ăn cước mẻo nó vẫn ngon hơn là dân Việt Nam ăn cơm Việt Nam. Ừ. Đó bố thấy sao? Mày cho tôi nói cái này. Ê Jackson Bùi, mày nói là ăn đồ độc chết sớm hả? Mày biết tao nay nhiêu tuổi không? Mày biết tao nay nhiêu tuổi không? Tao ăn đồ độc á, mà dân Việt Nam hồi đó 30 mấy triệu dân à, mà giờ lên gần 100 triệu rồi ăn đồ độc đó con. Ủa chứ mà thành ra cái đồ độc ở Việt Nam nó hay ha. Ông cầm ông ở Mỹ nhìn ông già méo của đơ, ông về Việt Nam ông ăn đồ độc xong nhìn ông trẻ lạ kỳ. Nước da thẳng băng luôn, cái mặt trơn láng luôn, phải nói là ăn gà mấy dầu không mà vậy đó. Coi. Con.